ăn quá nhiều đường có gây ra bệnh tiểu đường không? Tiến sĩ Arun Kumar Singh, bác sĩ chuyên khoa nội tiết và bệnh tiểu đường ở Ấn Độ cho biết, mặc dù ăn quá nhiều đường có thể dễ mắc bệnh tiểu đường hơn, nhưng nó không tự gây ra bệnh tiểu đường. Theo tạp chí Thế giới về bệnh tiểu đường, việc sử dụng đồ uống có đường mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity cho biết, đường có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường do fructose, một loại đường, ảnh hưởng đến gan của bạn. Nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường phụ thuộc vào loại bệnh tiểu đường mà người đó mắc phải. Đối với bệnh tiểu đường loại 1, các tế bào tuyến tụy sản xuất insulin bị hệ thống miễn dịch tấn công. Nguyên nhân có thể do môi trường và di truyền, bao gồm cả nhiễm trùng do virus. Đối với bệnh tiểu đường loại 2, nguyên nhân chủ yếu từ lối sống. Bệnh thường liên quan đến tình trạng ít vận động, chế độ ăn uống kém và béo phì. Tiêu thụ quá nhiều calo và thực phẩm chứa nhiều đường có thể gây kháng insulin và tăng cân. Cả hai đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Thực phẩm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Thực phẩm và đồ uống có đường như nước ngọt có chứa đường. Ngũ cốc tinh chế như bánh mì trắng và bánh ngọt, bánh quy. Đồ ăn nhẹ và thức ăn nhanh có nhiều chất béo như khoai tây chiên và đồ ăn chiên. Rất là may mà nhờ được các cháu biết được bài thuốc để mà chữa được cái bệnh này. Thì bác yên tâm lắm, bác rất là phấn khởi đấy. Dạ, cảm ơn. Những bệnh nhân này đều vỡ òa sung sướng khi tìm ra bí quyết điều trị tiểu đường của người dân tộc Dao. Đường huyết luôn ổn định ở mức an toàn, không còn phụ thuộc thuốc Tây. Hãy xem những chia sẻ của họ trong video này nhé. Hôm đấy là cô em tên là Lan, bệnh nhân cùng ở nhà máy đấy. Thì Lan mới mách bác là mẹ em cũng bị bệnh tiểu đường này. Mà mẹ em uống thuốc ở đây thì bây giờ tiểu đường của mẹ em chỉ có 5 phẩy thôi. Thì em trông bác, em quý bác thì em sẽ mách bác. Bác lấy thuốc ở cái nơi này để uống, nếu mà hợp thuốc thì là bác sẽ khỏi. Thế xong bác bảo ừ thôi được, nếu thế thì em cứ gọi điện mách hỏi cho bác thì xem thế nào. Thế là đến tháng thứ 2 là bác đã xuống, bác khám bác đã thấy xuống rồi. Xong đến tháng thứ 3 nữa là xuống 6 phẩy mấy rồi. Thế là bác bảo thôi thế là yên, 6,8, thế là yên. Từ hôm đấy giờ là nói thật là thuốc Tây bác bỏ đấy. Nó vừa bắt bác tiêm 1 tháng 3 tiếp insulin, bác bỏ thẳng, bác cho chị bạn ấy. Bác bảo chị ơi chị em không dùng cái này nữa đâu. Bác cảm thấy người bác khỏe mạnh mà nhanh nhẹn. Bác có cảm nhận thấy như sức khỏe của bác gần như lúc bác ít tuổi. Bác nói thật, lúc gần như lúc tuổi. Đúng là nói đúng ra rời Phật cho bác ăn như xưa ngủ như cũ. Ăn như xưa ngủ cũ. Bây giờ mỗi bữa ngày xưa bác ăn mỗi bữa 3 bát cơm, bây giờ bác cũng ăn 3 bát cơm. Lúc này rất dễ uống, nó như nước vối, có vấn đề gì đâu. Bác thay bác uống, bác pha bác uống cả ngày. Bác cứ cho vào một viên vào cái phích đấy, thế là cứ túc tắc thay như nước uống thôi. Bác cứ chốc lại cốc, thế là xong. Bác công nhận là cái tiểu đường này nó phù hợp với bác. Bác nói thật là nó phù hợp với bác. Bác thấy là bệnh tật của bác tiến triển nhanh. Tiến triển nhanh. Đúng là nói chung là đúng là thời điểm mình gặp thầy gặp thuốc đấy. Cái lọ cái kia nó cộng vào với nhau, nếu nó thúc mình cho nên là mình xuống một cách rất nhanh. Cho nên là bác thật sự là cảm ơn. Đúng là mình gặp thầy gặp thuốc, đấy. Ngủ dậy không nặng nề cái gì cả. Bật dậy luôn, đi đứng thảnh thơi luôn. Ăn vẫn ngon miệng, vẫn còn thèm cơm. Mà bây giờ tiểu đường của cô từ 8.5 bây giờ xuống còn 5.4, tiểu đêm không còn. Nước tiểu trong veo mà chẳng có cái gì cả. Một cái hộ gói này là chia làm 10 ngày. Cô về cô cắt ra 10 cô ngày. Cô về cắt làm 10 phần, cô uống 10 ngày tiếp tục lại 10 ngày tiếp. 10 ngày tiếp trong 1 tháng cái này là cô uống. Cô pha vào nước thì cô có pha nhiều vào nước không? Bà tận là 2 lít. Thế là muối đều nên uống trong ngày. Nó cũng dễ sử dụng. Dễ uống lắm. Mình đi làm thì mình mang đi. Mình đi làm mang đi uống mà. Dễ lắm. Cũng tiện lợi không bị tiện quên. Lợi lắm, tiện lợi lắm. Mà không còn quen thì còn thích uống nữa ấy. Cô mừng lắm. Mừng mà cảm ơn nhà thuốc Công Vinh. Cô có bệnh là cô tìm được nhà thuốc này. Hôm nay hiện giờ là xuống 5.4, cô mừng lắm. Tuyệt vời lắm rồi. Không có gì nói hơn hết, chỉ cảm ơn nhà thuốc Công Vinh. Nói thật, cái nghề gia truyền này rất là quý. Mà không phải ai cũng làm được, mà không phải ai cũng biết được các mặt thuốc ấy. Nói là cứu đời đấy, cứu đời đấy. Mình làm phúc cứu đời đấy. Mình cứu người đời như thế này, muôn đời muôn kiếp mình sẽ được gặp rất là nhiều phúc. Bác nói thật với cháu, rất là nhiều phúc. Cho nên là các cháu hãy phát huy lấy cái nghề này và hãy cứu được nhiều người thì mình càng được nhiều phúc lớn. Không có vấn đề gì, không đi đâu mà thiệt.